về quê ăn Tết đừng nên quá hoang mang. Dựng lều cách ly người về quê ăn Tết. Bỏ test nhanh, khách không nên đến sân bay quá sớm, tránh ủng tắc. Omicron đảo ngược kỳ tích chống dịch của Australia, WHO dự báo tương lai chấm dứt đại dịch Covid-19. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa đến kỳ nghỉ Tết nguyên đáng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều người vẫn do dự chưa quyết định về quê ăn Tết hay ở lại thành phố vì nỗi lo dịch bệnh, Tuy nhiên, chúng tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho bạn là đừng quá hoang mang. Trao đổi với báo giao thông, Phó giáo sư Nguyễn Huyện Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhận định, việc mỗi địa phương đưa ra một quy định về phòng chống dịch khác nhau như vừa qua là đi ngược với nghị quyết 128 của chính phủ với tinh thần thích ứng an toàn với dịch. Đặc biệt, hiện nay độ tiêm phủ vaccine đã rất cao, người dân cũng đã có 2 năm để hiểu biết về nguy cơ lây nhiễm cũng như kiến thức phòng chống dịch. Ông Nga nói, chính vì vậy, thay vì ra các quy định gây khó dễ cho người dân. Các địa phương nên tạo điều kiện tốt nhất để người dân đón Tết an toàn bên người thân. Bên cạnh đó, người dân cũng không nên quá lo lắng khi quyết định về quê ăn Tết. Tuy nhiên, ông Nga cũng khuyến cáo, khi về quê, mọi người cần nghiêm túc thực hiện khai báo y tế đầy đủ trên app BC Covid, hạn chế tối đa việc đi chúc Tết nên tiếp khách phòng thoáng. Theo bác sĩ Lê Quốc Hùng, bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nếu có ý định về quê, các gia đình nên chủ động trang bị đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt lưu ý tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế trên suốt hành trình. Trước khi về quê, mỗi người nên test nhanh COVID-19 để chắc chắn âm tính, tránh trở thành nguồn lây nhiễm khi lưu thông trên tàu, xe khách, máy bay. Các gia đình nên cân nhắc khi lựa chọn phương tiện đi lại, nên ưu tiên theo thứ tự: xe riêng, ô tô xe máy, máy bay, tàu hỏa, xe khách. Trong suốt hành trình nên đeo khẩu trang chỉ tháo khi không có tiếp xúc với người khác và bỏ khẩu trang khi về đến nhà. Mở cửa kính xe khách, taxi thoáng khí, ăn uống dọc đường cần đảm bảo 5K, cập nhật khai báo hành trình trên app BC Covid. Trên đường về, nếu nghi ngờ tiếp xúc F0 hay người có nguy cơ, tùy theo chặng đường, thời gian về, nếu có điều kiện phù hợp, hãy tiếp tục test Covid-19 để đảm bảo bản thân an toàn. Riêng với người vốn mắc bệnh nền, các bác sĩ khuyến cáo cần đặc biệt cẩn trọng bởi đây là đối tượng nguy cơ cao, dễ trở nặng nhanh nếu không may mắc Covid-19. Do vậy, đối tượng này cần đi tiêm phòng, khám sức khỏe, trang bị đủ thuốc theo chỉ định của bác sĩ trước khi về quê. Ngoài đảm bảo nguyên tắc 5K, cần chú ý đến chế độ ăn, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế đến nơi đông người. Thưa quý vị và các bạn, tại Thanh Hóa, sau nhiều quy định cách ly, được cho là làm khó người dân khi về quê đón Tết. Mới đây, chính quyền xã Thanh Phong đã huy động nhân lực dựng 3 nhà giải tạm trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Quan Hùng Cũ và trung tâm văn hóa, sau đó ngăn thành 60 phòng phục vụ người cách ly. Láng được dựng từ vật liệu tre luôn có sẵn, mái và vách ngăn được lợp bằng lá cò hoặc căn bạc. Mỗi phòng rộng khoảng 5m2, được bố trí giường đơn, điện sống wifi miễn phí và chỉ dành cho một người. Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Phong cho biết, có nhiều thời điểm cả 60 phòng tại các khu lắng đều kính chỗ do người về quê ăn Tết rất đông. Lý giải phải dựng lều lán tạm, ông Tuấn cho hay, đặc thù nhà dân ở xã miền núi này hầu hết không có phòng độc lập nên không đảm bảo các điều kiện cách ly phòng chống Covid-19. Chính quyền hợp dân rồi thống nhất dựng láng thay thế. Theo ông Tuấn, từ giữa tháng 1 đến nay, xã có hơn 300 người trở về, trong đó có khoảng 200 thuộc diện cách ly 7 ngày tại nhà, nhưng họ đều được đưa đến cách ly ở láng hoặc nhà văn hóa thôn do nhà riêng không đủ điều kiện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Thanh Phong bố trí lực lượng túc trực tại các lán 24 trên 24 giờ để giám sát việc ăn uống được nhân thân người cách ly nấu rồi mang đến. Các đoàn thể của xã Thanh Phong cũng tổ chức nhiều buổi nấu ăn tập trung để hỗ trợ người trong diện cách ly. Đến tối ngày 24 tháng 1, còn 25 người đang cách ly tại khu lều lán do xã Thanh Phong dựng. Đây là làm việc linh hoạt của chính quyền, có sự đồng thuận của người dân và người đi làm ăn xa trở về, ông Tuấn nói thêm. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Thành Phong, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ còn hơn 100 người dân địa phương từ các tỉnh thành khác trở về đón Tết. Trước đó vào ngày 22 tháng 1, bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch và không phải cách ly y tế. Sau cơn bão Covid-19, nhiều người đang phải hứng chịu nhiều triệu chứng nặng nề. Nhiều người mang tâm lý đã nhiễm Covid-19 rồi là xong, nên chủ quan không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, khiến sức khỏe suy giảm phải vào viện những ngày cận Tết. Ngày 25 tháng 1, đại diện bệnh viện Hoàng Mỹ Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong ít ngày đưa vào hoạt động phòng khám hậu Covid-19, nơi này đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến thăm khám. Trong đó, nhiều trường hợp cho biết đã không tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa dịch vì nghĩ mình đã nhiễm bệnh rồi là xong. Sau khi khỏi Covid-19 một thời gian, nhiều người thấy thể trạng yếu đi hẳn, trụng tốt nhiều và tinh thần ẩy ẩy, không có nhiều năng lượng, khiến sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng. Một bệnh nhân chia sẻ, lúc đầu mới hết bệnh tôi thấy đã khỏe dần, nhưng giờ đã sắp qua thời gian 6 tháng kể từ lúc khỏi Covid-19 rồi, tôi cứ thấy mình có triệu chứng cảm giống lúc nhiễm bệnh, nên lo lắng quá. Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hoàng Nguyên, giám đốc y khoa bệnh viện chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh ở nhiều tỉnh thành tại nước ta vẫn còn đang có những diễn biến khó lường, đặc biệt là khi thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện những ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Người dân dù đã nhiễm COVID-19 hay chưa cũng không nên bỏ qua những biện pháp phòng tránh dịch bệnh, nhất là trong thời điểm Tết đã cận kề. Bởi vì chỉ cần một chút chủ quan lơ là với COVID-19 cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Theo đó, để giảm tối đa nguy cơ mắc COVID-19 trong dịp Tết, mọi người nên hạn chế đi lại để giữ an toàn. Đặc biệt, không đi lại nếu đang mắc bệnh hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày trở lại. Với những người lưu trú ở các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ, trước khi đến nên kiểm tra nơi đó có áp dụng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 hay không. Bên cạnh đó, cần thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trong suốt thời gian vui xuân đáng tết. Chúng ta cùng nhau tạm gác lại những nhu cầu vui chơi, giảm bớt những buổi tụ tập ăn uống, tập trung thăm hỏi, thích ứng với cuộc sống bình thường mới chính là hành động thiết thực nhất mà bất kỳ ai cũng có thể làm để tạo nên một mùa Tết bình an. Trong 3 ngày gần đây, sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc người dân về quê ăn Tết. Việc hành khách đến sân bay quá sớm vì lo ngại trẻ chuyến bay trong khi nhiều chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ sân bay Tân Sơn Nhất do sương mù tại nội bài Hà Nội khiến hàng nghìn hành khách phải trực chờ mệt mỏi. Trong báo cáo vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải, ngày 24 tháng 1, Phó cục trưởng Đinh Việt Sơn cho biết giai đoạn từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1, tổng số chuyến bay nội địa đạt 6.400 chuyến, đã chở sắp xỉ 800.000 khách. Theo kế hoạch giai đoạn từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2, tổng ghế cung ứng là 2,85 triệu ghế và 13.400 chuyến bay, so với Tết năm trước bằng 107% về số ghế và 109% về chuyến bay. Ngày 21 tháng 1, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức hợp hội đồng slot và quyết định tăng tham số điều phối và chuyến bay. Theo đó, tổng tải cung ứng tăng sắp xỉ 13%, đạt 3,2 triệu ghế, và 15.300 chuyến bay. Như vậy, với lượng tải cung ứng như trên, nhu cầu vận tải hành khách dịp tích nguyên đáng cơ bản được đáp ứng. Về điều hành số lượt cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 40 lên 46 chuyến một giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 24 chuyến một giờ so với Tết năm 2020 là 26 chuyến một giờ. Ông Sơn thông tin, thực tế thực hiện ngày 23 tháng 1 khung giờ cao nhất đạt 19 chuyến 1 giờ, từ 11 giờ đến 11 giờ 59 đạt 79% so với năng lực khai thác. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù tại nội bài từ 4 giờ 20 đến 9 giờ 30 phút, không tiếp thu được chuyến bay hạ cánh. 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đã phải chậm giờ. Ngày 24 tháng 1, khung giờ cao nhất đạt 22 chuyến 1 giờ, từ 7 giờ đến 7 giờ 59 đạt 91% so với năng lực khai thác tại sân bay nội bài Hà Nội, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 25 lên 31 chuyến một giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 17 chuyến một giờ. Ngày 23 tháng 1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến một giờ, từ 13 giờ đến 13 giờ 59 phút, đạt 59% so với năng lực khai thác. Ngày 24 tháng 1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến một giờ, từ 6 giờ đến 6 giờ 59 phút, đạt 59% so với năng lực khai thác. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quy định cho phép hành khách đi chuyến bay nội địa, không phải thực hiện việc test nhanh tại cảng nhằm giảm thiểu ùn tắc. Khu vực tổ chức xét nghiệm tại bên ngoại sảnh đi nội địa Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đi dành không gian này để hành khách xếp hàng. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất. Ông Đinh Việt Sơn nêu rõ nguyên nhân, hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế. Ngày 23 tháng 1, có 25 chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ Tân Sơn Nhất do sương mù tại nội bài. Để giải quyết tình trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm và đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm. Cơ quan quản lý hàng không cũng kiến nghị tăng cường công tác truyền thông đến hành khách, Việc bỏ qua yêu cầu test nhanh trước khi lên tàu bay, hành khách không nên đến sân bay quá sớm, chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé. Trước tình trạng ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất, mới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa đưa ra một loạt các giải pháp để chống ung tắc tại nhà ga do nhu cầu hành khách đi lại tăng cao trong dịp Tết nguyên đáng năm 2022. Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất đó là bỏ test nhanh. Chính vì thế, người dân không cần phải đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến phù hợp với giờ bay ghi trên vé. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một chuyến trở về an toàn, bình an, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Xin được chuyển sang các thông tin về tình hình COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tại Australia, sự thiếu hụt thiết bị test nhanh và kịch bản ứng phó đại dịch không phù hợp đã khiến quốc gia này lâm vào cuộc khủng hoảng về nhân công, kéo theo nguy cơ sụp đổ của chuỗi cung ứng. Thông thường, mùa hè ở Australia từ tháng 12 đến tháng 3 là khoảng thời gian lý tưởng để tổ chức tiệc nướng và tụ tập vui chơi trên các bãi biển. Tuy nhiên, với số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và tình trạng thiếu dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên trên phạm vi toàn quốc, người dân Australia đang trải qua một mùa hè ảm đạm và hỗn loạn, CNN nhận định. Từ giữa tháng 1, Australia rơi vào trạng thái thiếu hụt nhân công vì một lượng lớn người lao động nhiễm nCoV hoặc phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Australia chọn chính sách đóng cửa với thế giới nhằm kiểm soát sự lây lan của virus. Thời điểm nước này bắt đầu rẽ sang hướng tiếp cận mới để sống chung với đại dịch cũng là lúc biến chủng Omicron xuất hiện, kéo theo sự tăng vọt về số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trong 3 tuần đầu tiên của năm 2022, Australia ghi nhận gần 1,5 triệu ca mắc COVID-19 mới. Số người chết vì nCoV trong 24 giờ ở Australia chạm ngưỡng kỷ lục với 88 trường hợp tử vong, được ghi nhận trong ngày 21 tháng 1. Sự gia tăng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 đã trầm trọng hóa tình trạng thiếu nhân lực ở Australia. Vào đầu tháng 1, chính phủ nước này ước tính lượng người lao động nghỉ phép vì ảnh hưởng của dịch bệnh có thể lên đến 10% dưới góc nhìn của giới chức Australia. Sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã làm đảo lộn kế hoạch chống dịch của nước này. Vì nhiều người lao động phải nghỉ phép do mắc Covid-19 hoặc phải cách ly do tiếp xúc gần với người bệnh, một loạt siêu thị lớn Australia đang chật vật trong việc vận hành và đảm bảo nguồn cung các mặt hàng quan trọng. Theo quy định chống dịch, những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm nCoV phải cách ly trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, để tránh một cuộc khủng hoảng trên diện rộng, chính phủ Australia đã miễn trừ quy định này đối với người lao động thuộc các lĩnh vực thiết yếu. Dẫu vậy, một số ngành công nghiệp nước này vẫn đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Australia cũng được cho là sẽ đối mặt với thử thách mới trong giai đoạn cuối tháng 1 khi học sinh ở New South Wales và Victoria, hai tiểu bang chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch, sẽ trở lại trường học. Vào ngày 23 tháng 1, ông Dominic Perrottet, thủ hiến New South Wales, cho biết toàn bộ giáo viên và học sinh tại bang này sẽ phải xét nghiệm kháng nguyên nhanh hai lần khi trở lại trường học vào ngày 28 tháng 1. Victoria cũng đang thực hiện biện pháp tương tự, song chỉ khuyến khích thay vì bắt buộc học sinh và giáo viên xét nghiệm RAT hai lần mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn, cách đây không lâu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã từng dự đoán đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022 với sự xuất hiện của biến thể mới yếu hơn các biến thể trước. Tuy nhiên, mới đây Tổng Giám đốc WHO đã phải đưa ra thông báo mới rằng Omicron không phải là biến chủng cuối cùng và thế giới cần có các biện pháp hữu hiệu thì mới có thể chấm dứt đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới về WHO Terod Ahanom Geriasek tuyên bố hôm ngày 24 tháng 1 chúng ta có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do COVID-19 và chúng ta có thể làm điều đó trong năm nay. Theo ông Tedros, để đạt được kịch bản trên, các quốc gia cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 và thuốc điều trị, đồng thời theo dõi virus và các biến chủng mới và duy trì các biện pháp hạn chế. Trong nhiều tháng qua, WHO đã kêu gọi các quốc gia hành động nhiều hơn nữa để đẩy nhanh việc phân phối vaccine ở các nước nghèo hơn, kêu gọi tất cả quốc gia tiêm vaccine cho ít nhất 70% dân số vào giữa năm nay. Ông Tedros cho biết, một nửa trong số 194 quốc gia thành viên của WHO không đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 40% dân số vào cuối năm 2021 và 85% người dân ở châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào. Chúng ta không thể chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch trừ khi chúng ta thu hẹp khoảng cách này. Tuần trước trung bình cứ 3 giây lại có 100 ca nhiễm mới và cứ 12 giây lại có người chết vì COVID-19. Đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 5,5 triệu người thiệt mạng kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019 và số ca nhiễm đã tăng lên mức kỷ lục do biến chủng Omicron mới. Kể từ khi Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu Phi cách đây 9 tuần, 80 triệu ca nhiễm mới đã được ghi nhận, nhiều hơn toàn bộ số ca trong năm 2020. Người đứng đầu WHO cho biết, thế giới cần học cách sống chung với COVID-19. Ông Tedros nhấn mạnh, rất nguy hiểm khi cho rằng Omicron sẽ là biến chủng cuối cùng hoặc là biến chủng kết thúc đại dịch. Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi vào tháng 11 năm ngoái và hiện đã lan ra hơn 150 quốc gia trên thế giới. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Omicron dường như gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn với những người đã tiêm chủng. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng Covid-19 bắt đầu chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh đặc hữu có thể kiểm soát được, như bệnh cúm mùa mà không gây ra mối đe dọa hay làm gián đoạn các hoạt động kinh tế xã hội. Còn tại Anh, mới đây Bộ trưởng Giao thông Vận tải Grant Sharp cho biết, nước này dự kiến bỏ các quy định xét nghiệm cách ly từ ngày 11 tháng 2 để giúp đi lại dễ dàng và rẻ hơn. Chính phủ Anh thông báo sẽ hủy yêu cầu xét nghiệm nCoV bắt buộc với người nhập cảnh, tiêm đủ vaccine COVID-19 và ngừng cách ly người chưa tiêm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tại Anh Ransap thông tin, trả trang hoạt động xét nghiệm người nhập cảnh không còn hiệu quả, do đó chúng tôi sẽ bỏ tất cả xét nghiệm với những người đã tiêm vaccine. Sắp cho biết, yêu cầu tự cách ly với người chưa tiêm vaccine COVID-19 cũng được dỡ bỏ từ ngày 11 tháng 2 xong họ phải xét nghiệm PCR trước và sau khi di chuyển, đồng thời phải điện đơn khai báo vị trí. Đây là hệ thống tương xứng giúp chúng ta tiến gần hơn đến trạng thái bình thường, trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng quan trọng, sắp nói. Anh quy định người đã tiêm vaccine cần xuất trình kết quả xét nghiệm nCoV trong vòng 2 ngày trước khi tới nước này. Những người chưa tiêm phải tự cách ly trong vòng 10 ngày, đồng thời phải làm xét nghiệm trước và sau khi di chuyển. Anh là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19 với gần 16 triệu ca nhiễm và gần 154.000 người chết. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Anh gần đây giảm đáng kể so với mức kỷ lục hồi cuối tháng 12 năm 2021. Quyết định bỏ các yêu cầu xét nghiệm và cách ly với người nhập cảnh là một trong những động thái mới nhất trong tiến trình nới lỏng hạn chế sâu rộng do chính phủ Thủ tướng Boris Johnson công bố. Anh tái áp đặt một số quy định phòng chống dịch từ tháng trước trong đó có yêu cầu xét nghiệm ncov bắt buộc và tự cách ly tới khi có kết quả âm tính sau đợt dịch bùng phát biến thể omicron tuy nhiên thủ tướng johnson nói lỏng các hạn chế liên quan đến hoạt động đi lại hồi đầu tháng 1, cho rằng chúng có tác dụng không đáng kể trong khi làm tăng chi phí thủ tướng anh tuần trước bãi bỏ gần như toàn bộ hạn chế trong nước sau khi số ca nhiễm giảm thưa quý vị và các bạn Quyết định mạo hiểm này của anh đang nhận nhiều sự phản đối gay gắt từ các nhà chính trị gia và người dân họ lo sợ với sự nới lỏng hạn chế này có thể làm tăng số ca nhiễm tại đất nước của họ những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại.